Mẫu người mà bạn thích là như thế nào? Cỡ như Hà Kỳ Anh rồi. Chào bạn. Chào Đường Linh. Mời bạn ngồi. Dạ. À, ấn tượng nha. Tóc hơi nhiều ha. À, bạn tên là gì? Dạ, tên là em tên là Tuấn, đến từ cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cục thuế. À, dữ nha. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, mời em ngồi. Em tên là gì? Dạ em tên Thu. Thu. Dạ. Thu năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26. À, Thu hiện giờ Thu đang làm gì? Dạ em là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Bên kia ta làm thuế đó. À, nhân viên văn phòng em làm về gì? Công ty em là công ty gì? Dạ công ty em công ty dịch vụ. Trời ơi, chị nghe cái giọng em nó ngọt mà nó nghe nó ngọt mà nó vui vui thì sao đâu á. Bạn Tuấn. À, bạn cao mét mấy? Mét 73. Mét 73. Khá cao đấy hả? Một cái người đẹp trai thế này công việc ổn định, vì lý do tại sao mà bạn chưa tìm được một bạn đường hợp lý cho mình? Dạ cũng có rồi anh, nhưng mà tại vì không hợp nhau á nên chia tay. Chia tay? Dạ. Lâu chưa? Dạ cũng mấy tháng à. Mới mấy tháng đi tìm người yêu mới à? Nhanh vậy? Không có buồn, không có trăn trở gì hết. Tại vì người ta chủ động. Người ta chủ động? Bạn chủ nói sao chứ? Chủ động cái gì? Người ta chủ động bỏ bạn đúng không? Dạ. Chia tay với bạn đúng không? Dạ. Trời ơi, vậy người ta gọi là thất tình đó. Người ta còn buồn nhiều hơn nữa, tôi bị rồi. Dạ, em bị rồi nhưng mà 2 tuần sau hết rồi. Trời ơi, sao nhanh vậy? Ủa, lý do nào mà bạn nhanh dữ vậy? Tại vì mình nghĩ là mình sống cho gia đình mình, cho ba mẹ mình. Mình nữa. Ba mẹ mình sinh ra mình thì mình phải có sống có ích. Tức là không cần người yêu? Có người nói thì bạn gái thì nhiều, cần gì phải vì lấy một người như vậy. Không có người này quay người khác. Dạ đúng rồi. Đến với chương trình thì chị thấy em cũng rất là xinh xắn cả. Em trẻ hơn tuổi rất là nhiều. Rồi tại sao em chưa có bạn trai hả? Dạ, nhiều lý do lắm chị ơi. Sao? Đầu tiên là do em ăn nhiều quá. Em ăn nhiều quá? Không, em chị nhìn em là chị cũng biết em ăn nhiều rồi. Gì nữa không? Em giữ nữa. Trời ơi. Giữ đó hả? Em giữ là sao? Ví dụ em giữ là sao nè? Em không giữ lắm. Không giữ lắm? Đúng rồi. Nếu mà hai bên trao đổi hộ, chúng là quýnh luôn. Không, em không có quýnh. Em chửi thôi mà. Em chửi. Chửi còn quá xa quá. Sao bạn? Bạn nghe sao Tuấn? Dữ dằn quá. Dạ, bạn nghe bạn thấy dữ dằn quá. Em nghĩ là em muốn chọn cái người mẫu bạn trai của mình là như thế nào? Em thích bạn em cao trên 1m7. Cao trên 1m7? Dạ. Có luôn. Có răng khểnh hoặc lúm đồng tiền. Cái này là không có một cái răng khểnh mà toàn bộ răng khểnh hết. Rồi gì nữa em? Dạ. Tính tiền chính trắng một chút. Công việc ổn định. Bây giờ tôi hỏi người mà đó, cái yêu cầu của bạn gái vậy đó, còn bạn như thế nào? Cái mẫu người mà bạn thích là như thế nào? Cỡ như Hà Kỳ Anh. Rồi. Chết rồi, em rớt chết. Trời. Anh sao vậy anh Linh? Yêu cầu hấp dẫn quá. Anh bị gì anh Linh? À, anh nghe cũng choáng. Cụ thể bây giờ nè, cái gương mặt như giống như người Hà Kỳ Anh rồi, nhưng cái tính tình như thế nào? Tính tình biết nhường nhịn. Ừ. Rồi biết đó trên nhường dưới, biết kính trọng cha mẹ đồ đó. Yêu cầu cao rồi, thành ra giờ ế là phải ông nội ơi. Thôi bây giờ chị nghe bên đó yêu cầu nhiều quá mà không biết là được như cái thực lực thì như thế nào. Mà sao mà yêu cầu người ta nhiều dữ vậy? Bên đó cỡ nào mà đòi này, bên đây cỡ Hà Kiều Anh tự. Ở đây cũng sân bay quốc tế Long Thành nè. Trời. Bình tĩnh em, bình tĩnh em. Hết sức bình tĩnh. Để chị qua chị coi trước nha. Được không được chị nói em rồi em từ cái vòng gửi xe đó là em đi luôn, em khỏi mất công gửi chiếc xe tốn tiền nha cưng nha. Trời. Mình bớt bớt xuống một chút đi, đặng mình có đôi có cặp nha. Chứ mình đòi hỏi kiểu đó là ế dài dài luôn á. Trời ơi là trời, khổ ghê. Coi có răng khểnh không? Rồi coi. Có răng súng. Có răng súng chứ có răng khểnh. Trời ơi là trời.
Mà làm gì mà chê người của tôi vậy? Tôi đẹp trai quá chứ bộ. Nhưng mà tôi thấy đòi hỏi là cao quá. Mới có quyền chứ. Bớt bớt một chút đi. Không bớt. Cứ như thế mà làm không có bớt. Rồi. Mình nghĩ sao mình nói vậy? Rồi ok, tôi cho từ phòng gửi xe đi về luôn. Giỡn hoài. Thôi em, cả được, được, được. Hả? Chứ mình có giá trị của mình chứ em. Thôi kiểm tra cho. Ta đẹp không? Rất là xinh, thật sự xinh á. Nhưng mà hơi tròn chút. Ta ăn nhiều thôi, ta tròn. Bây giờ chúng ta sẽ có bình tĩnh nha em. 2 phút để gặp mặt nhau, để cùng ngắm nhìn rồi xem tiếng sét ái tình nó có đánh hay không. Được rồi, mình cho người ta gửi xe về trước, mình khỏi gửi xe nha cưng nha. Nào, kéo đêm. 2, 3, 2 phút để nhìn nhau. Chào anh. Chào em, anh tên là Tuấn. Em tên Thu. Biết rồi, nãy giới thiệu rồi. Tại không biết nói gì vậy. Em nhận xét thì anh thế nào? Dạ, em nói thiệt một câu anh đừng có buồn nha. Tại em không có điều kiện mà em cần tới 4 giờ rưỡi rồi. Nhìn sao mờ mờ. Rồi. Vậy là hơn xu vậy trời. Bạn thấy mờ mờ, bạn thấy Tuấn Tuấn đẹp trai không? Mờ mờ có thấy gì đâu mà nhận xét anh. Cũng thấy mờ mờ cũng được chứ. Có thấy sân bay không? nói đi Tuấn, Tuấn nói đi. Hỏi vụ gì đó. Vô đi. Hỏi gì anh? Hỏi có thuốc mọc tóc không? Không khi nào em không có mang. Em hỏi anh câu này thôi nha. Mà anh nghe xong anh đừng có tự ái nha. Em có hỏi. Lỡ được thì được, không được thì thôi nha. Lỡ mà người ta gặp người ta nói anh là gay anh làm sao? Thì anh sẽ chứng minh anh phải là còn lại là gay. Anh chứng minh như thế nào? Mình sẽ yêu một người. Gặp nhau hỏi câu này hơi mệt rồi nha. Hết giờ. Hết giờ rồi. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy? Sao vậy em? Gì chưa cho mình nói gì kỳ vậy? Ủa thì... Ông nói kỳ quá. Tự nhiên mới gặp đầu đủ từ gây sao? Chúng ta sẽ đến cái thời khắc quan trọng nhất. Và tôi nhắc lại cho các bạn là các bạn phải suy nghĩ thật kỹ để xem chúng ta có quyết định hẹn hò với nhau hay không. Và bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ và bắt đầu. 1. Từ từ. 2. Bình tĩnh. 2 rưỡi. Hồi hộp. 2:08. Và 3. Hết thời gian. Xin mời các bạn. Xin mời. Hình như đây là lần đầu tiên mà Cát Tường và anh Quyền Linh kết đôi cho nhau mà cả hai đều không nhấn nút chọn nhau. Vậy thì bây giờ ngay giờ phút này xin hỏi được cái cảm nghĩ của bạn như phút này là như thế nào? Tại vì em có cảm giác là không có phải là mẫu người em muốn. Thế còn bạn là sao bạn lại không chọn bạn nữ của tôi? Tại vì bạn có cảm giác về em không đúng nên em không chọn. Vậy là một chút tự ái của người đàn ông hả? Yeah. Nhưng mà trên tay bạn nam đang cầm cái gì vậy? Em có 4 câu thơ tặng. 4 câu thơ. Bốn câu thơ. Cái là hộp này nè. Dạ, hộp này đựng sò. Hả? Là 4 câu thơ nằm trong cái hộp này. Dạ, dạ em đọc. Rồi, mời bạn. Mời bạn. Tham gia bạn muốn hẹn hò, nhất định phải có con sò trên tay. Nếu mà tình đã đắm say, sò này cho gửi, dắt tay nhau về. Tặng bạn. Tình yêu là mình không có đắm say đâu. Mình không đắm say rồi sao? Tặng về không nắm tay rồi sao? Lỡ đến rồi, mình đưa tặng luôn. Vậy thôi nắm tay luôn, lỡ cái cũng là bắt tay giao hữu cái đi. Đó. Chào bạn, bạn dạ. Tên gì giới thiệu luôn. Em tên là Bùi Hòa Bình. Năm nay là em vừa mới bước qua tuổi 30 rồi. Em làm về kinh doanh. Dạ. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Tài quá trời các bên kia. Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn cùng chơi. Dạ, em là Trần Minh Nguyệt, 25 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc. Dạy tiếng Anh và dạy nhạc. Dạy dạ. Ở đâu em? Ở Vũng Tàu. Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là hiện giờ em ở Vũng Tàu luôn. Em ở Vũng Tàu luôn ạ. À, là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả? Dạ đúng rồi. À, ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ. Dạ dạ em sống ở Sài Gòn chị ơi, thành ra là đi cũng gần. Dù nếu giờ ba quen bạn gái ở Vũng Tàu thì tháng ra mấy lần? Chắc một tháng em ra được 2 lần. Đúng rồi. Tháng 2 lần thì em thấy hơi ít chị, tháng có 2 lần là ít rồi. Ý em muốn một tháng mấy lần? Tuần lần. Tuần lần. Được không? Tuần lần là coi như tháng 4 lần. Dạ thí dụ như mà một tháng 2 lần mà một lần 2 ngày được không chị?
cái người chơi thấy tiếc chút sức khỏe rồi không? Dạ. Tiếc chút công không sức. Có dạ. Thấy không đúng, được đúng rồi. Không có nhiệt tình lắm. Đúng rồi, rồi, rồi. Mà nhiệt tình quá mà. Mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi. Ta bận công việc bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không? Dạ vâng, em hiện đang làm về thang máy. Bạn làm nghề thang máy, bạn làm giám đốc phát triển thị trường, bạn đi suốt như vậy. Dạ. Đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi. Dạ. Không lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao? Em từ sau khi cái mối tình cũ á, em cũng cũng buồn nhiều. Với lại em cũng có một cái hy vọng là cô ấy quay lại. Hả? Hả? Cô đi về em, đi về. Đi về. Vẫn còn yêu bạn kia. Không anh. Sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại? Dạ, tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm. Nhưng mà một ngày cái mình nhận ra là tại sao mình cứ phải buồn hoài à? Đúng cuộc rồi, sống của mình à? Cuộc sống của mình có 60 năm trời à? Hả? Thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa, bên đây ta muốn đi về rồi đấy nè. Dạ có chứ, anh nghe bài Khi Người Đàn Ông Khóc chưa? Nè bây giờ bạn này rất là tình cảm. Nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha, nóng lắm rồi đó nha, giận rồi đó. Giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi. Dạ, thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp. Thì em nói hết lèo thôi, khuyết điểm thì em có nhiều lắm. Thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn. Thứ hai em hơi nóng tính. Em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị. Hơi nguyên tắc, có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc, có gần. Nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm, không có gì đâu. Với lại hơi có cảm xúc mạnh á. Có nghĩa là mình nói cái gì mình làm cái gì mình cũng phải dồn hết vào mình nói mình làm ngay lúc đó đó. Nghe con người mình có tư chất nghệ sĩ. Đúng rồi đó chị. Cho nên là mình làm việc theo cảm xúc. Hay là bây giờ là thích mà nói vài câu quê là họ thích hết thích. Có nghĩa là cảm xúc hơi tuột rồi đó. Nãy giờ là tuột. Tới đây là tuột rồi. Mình gái đây. Chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm em lên. Bạn nói gì cho nó hết tuột thôi. Nói gì cho nó hết tuột thôi. Em hơi lạ đó là em học luật, em tốt nghiệp đại học luật. Em có một thời gian qua Úc học một năm rồi. Em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi. Nhưng mà bức bách quá, thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng Anh và đi dạy nhạc thôi. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau. Đó là em thích chăm sóc nhà cửa. Em rất thích nấu ăn. Ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình. Đại khái là phát triển mô hình vườn rau sạch. Vườn rau sạch? Dạ, làm nông dân đại khái vậy đó chị. Và hôm nay em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào? Cũng không cần giống em lắm đâu. Tại em thấy em cũng hơi lạ đó. Cho nên là chỉ cần hiểu thôi. Với lại vuông đắp chồng làm một khu vườn cho em. Có khao khát không? Dạ thì những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì giống y chang em luôn. Cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn. Thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá. Mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống. Hoặc là em về mình biển gì đó em sống. Và em sẽ trồng rau, nuôi cá, nuôi bò vậy đó. Cũng cùng sở thích ha. Dạ. Khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn. Nhanh đi để bạn tụt cảm xúc á. Ưu điểm là em rất là vui tính, em hài hước. Và em nói chuyện thì nó dễ gần. Dễ gần, nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần. Dạ, tại vì em muốn chia sẻ cái thật của em nó đang là như vậy. Tức là trong quá khứ thì... Bỏ khoảng quá khứ đi, bỏ. Dạ. Mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước. Dạ. Thì cái yếu điểm của em á, thứ nhất á là em ngủ ngáy. Và cái này là... Tụt nữa. Sao tụt hết khuyết điểm rồi đó nha. Và cái thứ hai là em có một cái mùi hôi cơ thể. Dạ thành ra có là đâu, có gì đâu. Ngoài những cái phần đó thì nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm. Thành ra một ngày em tắm cũng 2 lần. Tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm 5 lần. Dạ. Và dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị? Thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Nguyên cơ thể của tắm phải mùi hôi. Dạ. Cái đó người ta giấu đi, ai đâu mà lên mà phủ ầm vô người ta vậy. Người ta một cái người nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa. Dạ. Tên nhưng mà quốc nãy giờ người ta tụt cảm xúc tụt tới dưới. Tôi mới có lâu lên được như đây, ông đập xuống nữa. Dạ. Rồi muốn đi kiếm vợ không? Dạ muốn chị. Cô này dễ thương lắm á nghe. Nói quá một hồi là hối hận á. Khao khóc dạ. Sao? Ngoại hình sao? Dạ em thì nếu mà từ 1m5 đến 1m9 đó là phù hợp với em. Gì rộng dữ vậy? Dạ. Khoảng cách xa vậy? Dạ tại vì thiếu mà thí dụ mà 1m5 á khi mà hung á thì em ôm lên. Còn nếu mà 1m9 thì em đứng nhón chân cũng được. Được. Dạ. Được, ấn tượng rồi đó. Dạ. Chị
Thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á. Có không? Dạ, nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi. Vậy là mỗi người có một cái mùi á, mùi đặc trưng của cái người đó. Tuyến mồ hôi đó chị. Mùi đàn ông mùi phải không? À, nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi... Ủa biết đâu em yêu em thích cái mùi hôi của anh. Nhiều khi em lại ghiền cái mùi đó đó, cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời. Thôi bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi. Làm một cái cho bên kia sợ chơi. Anh ơi, đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn? Cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn. Dạ. Dạ, hôm nay đến đây thì em cũng có chép một bài thơ. Móc bóp giống anh đưa tiền gì. À dạ không. Bài thơ này nó chưa có tên. Dạ. Có phải anh khờ lắm phải không? 30 tuổi đến vẫn nằm không? Sáng trưa chiều tối công với việc, đi về nhà cửa cứ lạnh không? Lỡ có yêu anh, em đừng sợ. Tim anh nóng rực cả mùa đông. Nếu buồn, gọi anh em biết không? Có người chia sẻ tỏ nỗi lòng. 30 tuổi đến tình chưa có, đã có chương trình chắc thành công. Thiếu câu nữa. Yêu anh em có sợ không? Dạ. Mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó. Dạ. Phải thêm câu nữa thì mới thật. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ, vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không? Có anh, hôm nay em có mời mẹ của em theo. Có mẹ hả? Dạ dạ. Có mẹ đó. Dạ. Chào cô ạ. À. Xin chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Dạ. Cô nhìn thấy đối phương bên kia sao cô? À, theo như mình thấy thì cô bé rất là xinh xắn. Nói chuyện cũng dễ thương. À, rất là thích. Cảm ơn bác. Có đi với người thân không em? Dạ, em có đi với bạn thân của em. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quý Linh. Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó, em nhận xét ảnh sao? À, có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ta cũng lên lên xuống xuống. Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính, bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi. Khi mà nó nóng tính một cái là em sợ luôn. Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Lại đánh thì không có đánh. Chứ mà nóng mà làm gì? Nóng thì lừa lừa mắt rồi đập bàn cái rầm cái. Em về chi cho đau tay đó cho đập nè. Dạ. À, bây giờ mình để anh xem thử bên đây. Nãy giờ khen đẹp lắm. À, chào bạn, rồi dễ thương quá. Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó trong sao nó vậy á. Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết thì nó như vậy thôi. Giống anh á, sáng anh đi chan vậy đó. Có gì bằng xử theo luật pháp là chứ không có gì đâu sợ. Rồi, kéo màn lên. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha. Chào em. Dạ, chào anh. Em cười. Hôm nay anh có mang một cái món quà anh tặng cho em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em coi thử đi. Dạ. Cảm ơn ạ. Thôi kệ, đeo cho tình cảm kéo chứ. Dạ được rồi. Dễ thương quá. À, anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á? Thứ nhất là phải biết hy sinh. Thứ hai là việc thì phải chia sẻ với nhau. Dạ. Còn em thì em cũng nói luôn, giống như là mình đến với nhau là mình tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Thế còn mình đi với nhau thì mình phải chia sẻ. Cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ. Đó là có gì mình phải nói cho nhau nghe. Chứ đừng có giấu. Đúng. Giấu ai mà biết được đâu. Đúng không? Dạ, anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á, em đập bàn, đập ghế, tính anh cũng vậy luôn á. Thật ra có những lúc mà em cãi á, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó. Nhưng mà hả, cái lúc đó mình nóng quá mà. Thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á, thì em cảm thấy em sai rồi, em sẽ sửa lỗi. À, chỗ đấy thì em yên tâm. Tức là anh sẽ chia đều ra, ví dụ như lúc này em nóng lúc sau anh nóng. Dạ, cũng được. Như không có chia anh đều. Nó nghe. Dạ, dạ vâng. À, dạ. Đứng lên qua chuyện nghe chút không? Dạ. À, đứng sao bạn? Thấy đẹp trai không? Dạ. Hồi nãy tôi đứng xa đấy, nhầm của tôi à. Dạ. Đứng sát mình chút xíu nữa coi. Dạ. Sao? Đúng, ok, không okay. Nổi. Thôi, thôi, ngồi được rồi đó. Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ. Hết giờ rồi, không nút. Đó, suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi.
lúc lên lúc xuống, cân chia đong đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều. Một, hai. Muốn lấy vợ lắm rồi. Ba. Làm gì bấm nhanh như vậy? Nôn quá hả? Em sợ cái nút nó không ăn. Dễ thương đó, bạn trai rất là dễ thương, rất có duyên, nói chơi vậy thôi. Chứ không có gì đâu, không có thấy hồi gì đâu sợ. Hy vọng mọi người thì tiến xa hơn. Bởi đi xem phim ha, rồi hỏi kỹ nhau nữa. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau, cảm nhận về nhau. Rồi, mời các bạn, chúc mừng các bạn. Lúc xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi. Khi mà em gặp một cái chuyện gì đó, em bị chảy nước. Còn cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ, cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi, chuyện người yêu cũ luôn. Ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ, tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Xin mời đàn gái nào. Trời ơi, xinh xắn quá à. Mời nhà trai. Ở đây đi cưng. Rồi, mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ. Em giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Vilaconex ở quận 4 ạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Còn bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Đức Bổng ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Em quê ở Phú Yên. Hiện tại em đang làm ở Nha Trang. Công việc của em là kỹ thuật bên hãng ạ. Hãng Lít Siêu. Em ở làm ở Khánh Hòa luôn. Dạ vâng. Sao dạ. Nhẹ nhàng quá vậy cưng? Nhẹ nhàng bay bổng mà. Nhưng bao lâu thì Trúc về quê một lần hả Trúc? Khoảng cỡ 2-3 tháng em về một lần. 2-3 tháng về, bây giờ về Khánh Hòa là có người đón rồi đó. Dạ. Anh đàn gái cho chúng tôi biết một chút về điểm mạnh và điểm yếu đi. Điểm mạnh của em thì em sống có trách nhiệm, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Em có kỹ tính không? Rồi khó tính không? Dạ em có kỹ tính ạ. Còn khó lúc tính. Lúc xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối tình thứ nhì thì em chia tay tính rồi, bây giờ cũng khoảng 5 năm. Tại vì em phát hiện người yêu của em nói chuyện với người yêu cũ. Trời ơi, thì nói chuyện bình thường thôi mà em. Lý do đầu tiên là nói chuyện với người yêu cũ nhưng mà lại giấu em. Dạ em phát hiện vô tình, em phát hiện ra thôi. Người ta ngại, ta giấu thôi, nhưng mà ta nói chuyện với người yêu cũ bình thường mà, đâu phải là người ta quay lại với người yêu cũ mới là quan trọng. Rồi cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi, chuyện người yêu cũ. Em có nghe cái cuộc nói chuyện đó không? Dạ em thấy tin nhắn ạ. Nhắn cũng tình cảm lắm anh. Thì nói em ơi em khỏe không? Từ lúc chúng ta chia tay nhau rồi không gặp lại, chúc em khỏe hạnh phúc nha. Thí dụ vậy rồi sao? Nhớ đừng có gọi điện cho người yêu cũ nha. Đó thì hỏi nha. Vậy để cho Bổng bên đó là cẩn Bổng, thận đó. Bổng có mấy mối tình rồi? Dạ ba. Ba rồi hả? Đừng có gọi điện cho người yêu cũ, nhớ chưa? Bắt đầu từ bây giờ. Dạ là bạn mà. Hả? Là bạn rồi có gọi không? Không hả? Sao? Em điểm mạnh điểm yếu em là gì Bổng? Em có tính hài hước nhưng mà với người bạn của em thì em hài hước. Lên sân khấu em hơi ngại. Em ích kỷ quá, em chỉ hài hước với bạn em thôi à. Phải hài hước với tất cả mọi người đúng không, cho nó vui. Dạ thì khi mà thân nhau thì em mới thân nhau hả? Còn sao trước kia là ngại đúng không? Dạ vâng. Điểm yếu của em là khi mà em gặp một cái chuyện gì đó, tim em đập nhanh là em bị chảy nước. Chảy nước hả? Ra mồ hôi tay, ra mồ hôi, nó ra mồ hôi. Tưởng tôi giật mình nghe, tưởng chảy nước gì. Tôi tưởng tè dầm không. Sau ba mối tình đó thì em rút ra một bài học kinh nghiệm là gì?
là lỗi là do ai? Em chưa biết quan tâm bạn nữ lắm. Đó, cái đó rất là quan trọng nha, chưa biết quan tâm. Rồi bây giờ là em ổn định chỗ Khánh Hòa chưa? Dạ ổn định. Em còn muốn đi đâu nữa không? Dạ không. Vậy là lấy vợ phải về Khánh Hòa đúng không? Dạ. À, rồi. Bổng ơi, mà ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ, tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Trời ơi, có nghĩa là sao? Là bây giờ ba người đó đều là bạn của em hết hả? Dạ vâng, ví dụ có thể bạn ở Sài Gòn thì có thể gặp nhau uống cà phê là bình thường. Trời, gọi điện mà còn bực mình đứng chứ. Trời. Đang dạ. Mà làm gì cái đàn gái cái. Trời ơi. Đàn em gái. Đó, bởi vậy tôi cố gắng tôi hỏi, tôi trời cố ơi, gắng tôi. Anh nói em nghe nè, gọi điện cho người yêu cũ hay là uống cà phê người yêu cũ hay là trò chuyện yêu cũ, chuyện nó cũng bình thường mà em gái. Không có bình thường. Sao bình thường? Không. Tùy quan điểm của mỗi người. Nếu như trong trường hợp cần thiết thì mình có thể liên lạc, mình nói chuyện với cái công việc đó thôi. Còn không cần thiết thì không nhất thiết. Cái chuyện mà từ người yêu mà thành bạn á, thì nó có chứ không phải là không có. Nhưng mà nó cái xác suất của nó rất là ít. Nó là trường hợp đặc biệt. Ví dụ với những người mà họ cởi mở, họ đồng ý thì không sao. Nhưng với những người mà họ không thích cái điều đó, mà mình làm cái điều đó là hoàn toàn thích. Không yêu nhau là bạn nhau, là tốt với nhau. Trên cuộc đời này mấy ai hiểu chúng ta, chỉ có một vài người có thể hiểu chúng ta, đó là một trong những người yêu cũ. Hiểu chúng ta có thể giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau, cũng đâu phải là yêu nhau đâu. Ủa mình chia tay là cái chuyện nó rõ ràng rồi, chỉ là bạn tốt với nhau cũng được mà. Gọi điện thôi mà làm gì phải chia tay. Nhưng mà gọi điện không, tức là không phải, nếu như không cần thiết thì cũng không cần thiết phải gọi. Ủa, tại mà cần người ta mới gọi chứ, ví dụ như. Giống như Vân nè, rõ ràng hả, mà đã hết yêu nhau rồi thì thôi nha. Còn bắt buộc ví dụ như hai người đó phải chung một môi trường làm việc đó, mình phải chấp nhận. Nhưng mà còn nếu không thì thôi, không có lèn èn. Đàn ông mấy người á, tôi nói thiệt, không có lèn èn. Có những ta. Cái điều mà say nắng tầm bậy tầm bạ, rồi say mưa, rồi say gió, say đủ thứ, chứ cũng phải là say nắng không. Không có say được. Người ta nghĩ là đó là người bạn tốt thôi. Trở thành người bạn tốt thì nó giúp ích tốt cho chúng ta thôi, chứ có gì đâu. Thực sự Vân nói cho Linh nghe, cái đó là Linh thôi. Không Linh phải nói ai riêng cho Linh, Linh nói cho nhiều phải, người. Vân nói không phải là ai cũng như Linh cả, hiểu không? Tại vì nếu mà tốt nhau quá, bỏ nhau làm chi vậy? Thì lúc đã đó vừa yêu nhau, vừa tốt với nhau, vừa là bạn tốt với nhau được, tôi bỏ nhau làm chi? Người ta không hợp nhau một đúng vài không? Vấn đề. Nhưng mà người ta trong vẫn hợp nhau vì bạn bè có thể giúp nhau trong cuộc sống. Tại vì mình trong cuộc đời mình còn rất nhiều bạn, chứ không phải là chỉ có những người bạn đã từng đi qua đời thích mình. Chơi với người bạn cũ hơn. Thì đó là quan điểm của Linh. Chính vì vậy mà không ví dụ như của nhiều ví người. Dụ không có nhiều người giống như Vân là không. Em quan điểm của em sao? Dạ giống chị Vân. Giống chị đúng không? Cái gì tôi rõ ràng cái đó. Ừ, tôi là đâu ra đó rõ ràng. Mới lèn èn. Không có lèn èn. Người ta quan hệ ngoại giao, người ta giúp đỡ nhau trong công việc. Ok, nếu vậy thì tớ với cậu không chung một con đường nhé. Mình vẫn là song song không. Ok, mình chỉ là ông mai bà mối thôi. Mình vẫn chơi với nhau. Chứ mình không thể là người yêu nhau được. Ok. Mình vẫn là bạn tốt với nhau. Không là gì cả nha. Rồi. Nói vậy thôi chứ chuyện đó chuyện của em nha. Anh nói vậy không thôi. Thực ra là gì nè. Gọi không gọi là chuyện của em nha. Nãy giờ chị với anh Linh á là làm cái điều đó để em thấy rằng á là không phải ai cũng nghĩ như mình. Em hiểu ý chị không? Ví dụ như anh Linh nghĩ như vậy, nhưng mà chị không nghĩ giống như anh Linh. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Quan trọng về con người tính cách hơn ạ. Hiền, có phẩm chất tốt, khuôn mặt phúc hậu ạ. Có nhiều người mặt gian nhưng mà cái hồn, tâm hồn người ta rất là tốt. Hỏi người ta trả lời mà còn la ta là sao trời. Phân tách thôi mà, đâu có la đâu. Ta thích cái nét nhân hậu, ta không thích cái nét phản diện. Nói vậy tội nghiệp, có những người mặt phản diện nhưng mà tâm hồn, tâm rất là tốt thì sao? Cao 1m68 trở lên. Ừ. Vừa người, không quá mập cũng không quá ốm. Ừ. Mũi cao. Ừ. Chân mày không sáy đuôi. Gì? Sấy đuôi gì nè, phải không? Sấy cái đuôi lên nhìn là lên. Trời, yêu cầu lại rồi, đúng là những người đó là thường là chân mày tướng đó nha. Đúng thì rồi, chân mày sấy đuôi. Thì người ta không thích lấy quan chức, kỳ cười ta. Quá. Chân ta mày thích lấy người bình thường thôi. Mũi cao gương mặt sáng. Mũi cao mặt sáng, chân mày không sấy đuôi. Dạ, mũi em thấp. Không thấp đâu. Rồi, được rồi. Rồi còn bên đó. Bên đây em muốn tìm người yêu thế nào? Tí nữa cái ngoại hình thì em sẽ chiếu lên. Em có làm một cái video ạ. À, rồi dữ vậy đó hả? Cái đó là em cắt ghép của từng bộ phận của khuôn mặt. Mở rào ra thì em mới chiếu clip và có giống người yêu không, tưởng tượng em không đúng không? Còn tính cách thì chỉ cần người ấy thương cha mẹ giữa bên nội bên ngoại. Dễ thôi, mình thương yêu gia đình người ta, người ta thương yêu gia đình mình thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em và hai đồng nghiệp ở công ty ạ. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Hương Giang, em là đồng nghiệp của chị Trúc. Thì với em thì chị Trúc trong công việc là một người rất là tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình. Anh này thì nhìn thì cũng mạnh mẽ, chắc là cũng che chở được cho chị của em. Nếu mà có tiến được với nhau thì mong anh là sẽ thương yêu và che chở cho chị của em. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì em tên là Phát.
Đây là mấy anh em bạn học chung với Bổng, chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Thì Bổng là một cái người mà gọi là rất là đáng tin. Nhưng mà là về mặt giao tiếp á, thì ở trong giao tiếp bạn bè rất là hòa đồng, vui vẻ. Đặc biệt là Bổng hát rất là hay. Đi ra ngoài á, thì giống như là thục vào á, không có dám nói. Coi như là Bổng đi ra ngoài là thục vào hả? Nhìn bạn nữ này cũng rất là xinh xắn thì em nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Em tên là Phát. Dạ. Hai đứa này chơi chung được á, Bổng Phát. Được. Thiếu đứa học nữa. Phát học Bổng. Thôi giờ mở rào đi nha. Không, mở rào đi. Vấn đề là do em nha. Mở rào. Chúc Bổng Phát nha. Lớn lên Bổng. Em nói cái ý nghĩa cái món quà kẹo của em đi Bổng. Dạ, món quà em tặng là tất cả đều là kẹo ạ. Bên trong nó có đủ mùi hương ạ, ngọt bùi cay đắng ạ. Cái hộp quà là hình tròn. Em mong rằng sau cái chương trình này chúng ta sẽ trải qua ngọt bùi cay đắng và sẽ không có điểm dừng và điểm kết thúc. Mở đi cưng. Trời, trai nhút nhát quá trời đất luôn. Dạ, ý nghĩa của món quà của em là em muốn có một mối quan hệ gắn kết lâu dài cho đến khi già và tình cảm vẫn mặn nồng vui vẻ như là bức tượng này ạ. Rồi cái clip của em đâu em tặng luôn đi. Dạ, cái clip phải nhờ chương trình chứ. Rồi. Chào em. Tuy rằng chúng ta chưa được gặp mặt nhau, nhưng anh làm video này để đưa ra một mẫu người lý tưởng của riêng anh trong giấc mơ. Đầu tiên, hình mẫu người lý tưởng của anh là chị Ngân Khánh, vì chị ấy có dáng người rất là đẹp, tính cách chị ấy sống rất điềm đạm và nhẹ nhàng. Anh muốn người vợ của anh sau này cũng điềm đạm và nhẹ nhàng với anh và các con như vậy. Anh rất thích đôi mắt của Hà Lan, một đôi mắt sáng long lanh, giờ thì đến một cái sống mũi rất là cao giống như Tây vậy. Không biết em có đoán ra của ai không nhỉ? Thôi để anh nói luôn nhé, đó là của chị Hồ Ngọc Hà đấy. Chị ấy có sống mũi rất là cao. Và cuối cùng là nụ cười. Anh rất ấn tượng nụ cười của chị Tâm Thanh Hà. Nụ cười của chị ấy rất là tươi và tỏa nắng. Đó chỉ là vẻ bề ngoài về mẫu người lý tưởng của anh. Nhưng thực tế đối với anh, mẫu người lý tưởng là người có vẻ đẹp tâm hồn, một người cùng anh vượt qua mọi khó khăn và đi hết con đường còn lại của cuộc đời. Anh hy vọng cuối chương trình em sẽ cho hai chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, Trúc, em nói về cảm xúc của em sau khi em xem cái clip của Bổng đi. Em có dạ. Nghe được bạn nhắn nhủ điều gì không? Dạ cũng có ạ. Thì em ấn tượng với cái lời nhắn nhủ của bạn, nhưng mà về cái hình mẫu của bạn thì em hơi lo ngại vì tiêu chuẩn cao quá. Không, cái này cái câu cuối cùng vẫn là vấn đề là tâm hồn. Cái này mà thực tế chỉ là mình làm cho vui thôi. Nhưng mà cuối cùng quan trọng nhất chỉ là cái tính cách thôi. Yeah. Quan trọng là trái tim mình còn rỗng đó. Trái tim bạn có rỗng hay không? Linh Linh phân tích đi Linh kìa. Cái mẫu hình của Bổng là mắt của Hà Lan. Mũi là mũi của Hồ Ngọc Hà. Dáng là dáng của Ngân Khánh. Nụ cười như Tăng Thanh Hà. Thì chị thấy Trúc dạ giống mà. Giống không? Em cảm nhận là bao nhiêu phần trăm ở Trúc? Em nói đi Bổng. Dạ 95%. 95%. 95% thấy chưa? Trúc xinh quá. Trúc hỏi mình trước. Trúc xinh quá, Trúc hỏi mình trước đi kìa Trúc. Anh quan niệm tình yêu như thế nào ạ? Bây giờ Bổng cũng lớn tuổi rồi, cũng 29 thì cũng bố mẹ cũng cần lập gia đình, tại vì nhà Bổng anh chị có gia đình hết thì bố mẹ bây giờ cũng ở của mình à. Nên là Bổng cũng mong rằng tìm được một người sẽ đốt cháy giai đoạn tình yêu để đi đến hôn nhân luôn, nếu mà mình hợp nhau. Cười đi Bổng, mặt em khổ quá. Em nói em cười mặt em tươi liền, thấy không? Cười mặt đẹp trai mà bản lĩnh với sợ mà mặt không cười, mắt hết. Mặt thấy khổ lắm. Cười cho chị. Cười không, thường trực. Trúc cười á, rất là xinh luôn á. Em đừng có quạo nha. Cười rất xinh đó, mà quạo là xinh đó. Là luôn luôn phải cười nha Trúc nha. Dạ. Hai bạn phải cười, hai bạn cười đều vui và đẹp trai đẹp gái hết á. Trúc thấy khuôn mặt Bổng sao? Cười, em cười đi Bổng. Cũng có phúc hậu ạ.
Phúc Hậu. Ở Khánh Hòa Trúc ở chỗ nào? Dạ em ở Cam Ranh, ngay thành phố Cam Ranh luôn ạ. Anh ở Nha Trang hả? Đúng. Trúc có ý định muốn về gần nhà làm? Nếu mà ở quê có công việc tốt quá thì cũng sẽ suy nghĩ là về quê. Tại là công việc của em thì ở trong Sài Gòn nó phát triển tốt hơn ấy. Nên là hiện tại thì em vẫn muốn là duy trì công việc ở trong này. Em xuất hàng ở bên nước ngoài cho khách á. Nha Trang hình như cũng có thể làm được. Nhưng mà hàng mặt hàng của em là đa số ở trong này nó mạnh hơn. Anh về được bao lâu rồi ạ? Về được 2 năm. Trước mắt thì chắc phải nhắn tin qua Zalo, Facebook. Nhớ nhau thì cuối tuần em vào. Sao Trúc thấy sao Trúc? Dạ được chị. Trời cười có duyên quá. Cười giống gì á, giống Cổ Thiên Lạc. Bây giờ Trúc hỏi đi, Cổ đi lạc hả? Cổ Thiên Lạc. Ông thiệt tình ông Linh à? Em không thu xếp được công việc về quê thì anh có chấp nhận vì em mà vô Sài Gòn không? Cái này thì chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói chung bỗng ở đâu bỗng cũng theo có thể làm được. Nhưng mà bỗng vẫn mong muốn là Trúc có một cái hơi hướng gì đó mình về gần gia đình. Nói chung ba mẹ của bỗng thì bỗng cũng muốn là mình chưa trả ơn ba mẹ nuôi dưỡng. Bỗng cũng muốn là sẽ ở gần để lỡ ba mẹ có chuyện gì thì mình về cho nó kịp nó nhanh đó. Chị cảm nhận là đây là một người rất là nhân hậu. Mà nhân hậu như vậy đúng ý của em luôn đó. Chứ chị thấy về ngoại hình là hai đứa rất là ok luôn. Một đứa thì là hội tụ tất cả những cái gì đẹp nhất của các ngôi sao Việt Nam. Còn một đứa thì có một cái nét của một người đẹp nhất như Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc. Trời ơi quá xứng rồi đúng không? Bây giờ mà em hát được nữa là em Cổ Thiên Lạc luôn đó. Lên hát một bài thiệt là say đắm thôi. Dạ hơi rung. Đánh gục đối phương liền cho chị. Đó, phọt viết ngon lành, trai cao. Tiến tới luôn cổ Thiên Lạc. Đó rồi đó, nắm tay rồi hát hò đó coi nè. Dạ tay ra nước rồi. Nó rung nó ra nước, rung nó ra nước. Bỗng sẽ hát bài một đoạn điệp khúc bài Suy Nghĩ Trong Anh. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Nhưng khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Trời ơi. Bỗng bây giờ bỗng tỏ tình một cái câu nào mà cho chắc rồi. Cú để cho nói hạ gục bấm nút một lần đi rồi bắt đầu qua bấm nút bỗng. Chị khoái bỗng ghê luôn á Trúc. Thiệt. Nó duyên ngầm đó em ơi. Dạ em rung quá à. Rung gì em nói với người đối diện đi. Trúc này tiếp lửa mãi đi Trúc. Sao nắm tay cho bớt rung đi Trúc. Em sợ anh rung hơn. Dạ tay lại ra nước. Rồi chảy nước ướt nhẹp. Tay ra môi. Nắm tay đi. Ta ra dấu từ nãy giờ. Nắm tay. Thôi nói đi. Trúc rất bình tĩnh. Bỗng sẽ cố gắng làm và sẽ chúng ta sẽ ngồi với nhau để định hình lại công việc của mỗi người và bỗng hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết con đường hết cuộc đời này. Được rồi. Nói gì vậy anh? Cùng nhau. Người ta nói cho đối tượng người ta nghe thôi. À nói cùng nhau đi cuối chân trời vậy đó hả? Rồi thôi được rồi. Kệ nó miễn sao Trúc nghe được rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Chuẩn bị quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Hết thời gian. Hay quá. Đẹp. Hay quá. Đi. Nắm tay nhau đi. Nhìn nó cưng dễ sợ luôn. Em chị không biết em có cưng không chứ chị cưng nó ghê luôn á. Nắm tay đi bỗng. Bắt đầu từ bây giờ hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau đó, trao đổi với nhau, cố gắng là về Khánh Hòa hay là về thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, yêu nhau và chăm sóc mối tình này. Dạ. Hả? Dạ. Dạ không? Dạ. Thấy rung động chưa? Dạ rung. Thích không? Dạ thích. Thích thì hôn ngay hôn đầu tiên đi. Mình xin phép nhé. Nếu như hai bạn kết hôn với nhau
thì hai bạn sẽ nhận được món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đẹp lắm, ráng nha, có tiền có quà cũng đừng buông tay nhau ra. Con em cũng lớn rồi, con em hai bé gái. Em thì cũng một lần gãy đổ rồi. Em có một bé gái, em mai khoảng 8 tuổi. Nhược điểm của em thì hơi nóng tính chút xíu thôi. Nổi điên lên thì làm không gì? Không có nổi điên vô thì mình dành hơn mình không nói. Thật sự em cũng hơi nóng tính giống như bạn bên kia. Nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái cơn giận của mình lại. Thôi bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ nhì để xem là họ có bấm nút cho nhau hay không. Hả Linh à? Xin mời. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn thể khán giả có mặt ở đây. Em tên là Vũ. Em sinh năm 86, quê ở Tây Ninh. Công việc hiện tại em đang làm là giám sát giám ở bán hàng cho một công ty ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sao? Dạ em xin chào MC, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Thị Kim Vui. Em ở Long Thành. Công việc của em là làm bên bất động sản. Em nay 36. Em, cái điểm mạnh của em là gì mà điểm chưa mạnh là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Mua mau bán đắt mà. Dạ. Còn cái điểm yếu, điểm nhược điểm của em thì hơi nóng tánh chút xíu thôi. Tên vui mà nóng tánh hả? Cũng có nhiều khi mình cũng có nóng nóng chút xíu anh. Nổi điên lên thì làm không gì? Có nổi điên vô thì mình dành hơn mình không nói. Dạ. Tại nhiều khi mình nói thì hai bên xảy ra chuyện nên mình tốt nhất thì mình im đi ha. Lúc mà mình hết giận mình nói chị. Còn Vũ sao? Vũ sao nè? Ưu điểm của em là em có thể làm được những công việc ở nhà. Thích một phụ nữ về bạn nặng nội trợ đó thì em có thể san sẻ được những việc đó. Ngoài ra thì cái nhược điểm của em là thực sự em cũng hơi nóng tính giống như bạn bên kia, nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái cơn giận của mình lại. Tình duyên sao rồi? Em ly dị với ông xã em, ly thân 2 năm, ly dị 1 năm, con em cũng lớn rồi. Con em hai bé gái. Bé gái trước 16 tuổi, bé nhỏ 8 tuổi. Trời ơi, hai đứa gái. Lớn hơn con tôi luôn trời. Em đánh nhanh rút gọn anh. Thôi con nó lớn rồi, mình cũng tìm chỗ mình dựa dẫm em ha, để tâm sự chia sẻ thôi. Dạ. Còn bạn trai? Dạ em thì cũng một lần gãy đổ rồi. Ly hôn được cách đây khoảng 2 năm. Em có một bé gái, em nay khoảng 8 tuổi. Trước đây lúc mà mới ly hôn ra đó thì em cũng không có nghĩ là mình sẽ lập gia đình nữa đâu. Nhưng mà có một thời gian em đang đi công tác ở Nha Trang á. Thì bé nó có gọi điện cho em và nó hỏi một câu là: ba ơi, ba ăn cơm chưa? Ba có một thân mình, không có ai nấu cơm đâu ăn. Thì nói là vậy thì ba không đi kiếm cái vợ đi về nấu cơm ba ăn. Thì trong thời gian đó em cũng có suy nghĩ, tôi gửi đăng ký coi như giờ tìm người nấu cơm ha, tìm người nấu cơm, tìm tìm mẹ cho con. Dạ. Bé gái là ở với em hả Vũ? Dạ đúng rồi, bé ở với em, mà hiện tại thì em đang công tác ở đây nên là bé ở nhà với bà nội. Cha vậy lời dữ, hai đứa mà ráp lại là ba đứa gái. Thời bữa nay gái lời á Linh ơi, nhà gái. Ông là lời nhất luôn á Linh. Gái khỏe re như bò kéo xe, hỏi phải lò cho nó chứ. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chỉ cần một người là đơn giản thôi. Chỉ nấu cơm thôi hả? Dạ không, nấu cơm là chuyện dễ quá, em nấu cũng được mà. Lo cho gia đình, san sẻ được những cái khó khăn, những cái buồn vui trong cuộc sống của em là được rồi. Một phụ nữ hiện đại bây giờ thì phải gọi là giỏi việc nước mà đảm việc nhà. Thế nếu như bây giờ mà hai bạn mà ráp vô rồi thêm một bé gái nữa là ba đứa đó. Ví dụ đi, chị nói ví dụ đi. Điều kiện kinh tế của bạn trai á chưa có thể mà cán đáng nổi em, thì em có cán đáng nổi ngược lại không? Dạ nổi chị. Nổi, trời ơi mạnh quá rồi. Quá bằng lĩnh. Đây luôn. Ta đảm việc nước, đảm việc nhà luôn rồi ông ơi. Hơn anh ơi, em kinh nghiệm dài dặn lắm. Anh Vũ tên muốn bên đây muốn hỏi Vũ chút xíu. Rồi, hỏi đi em gái. Em chào anh. Với cái công việc của bạn bên đây á là về bất động sản thì chắc chắn
là bạn này sẽ phải có những cái mối giao tiếp, những cái gọi là tiếp khách này kia nọ, nhậu nhẹt nữa đúng không em? Phải dạ, đi tiếp khách, uống bia uống rượu đúng không? Dạ. Thì là em suy nghĩ thế nào về việc đó hả Vũ? À, những vấn đề đó em không ngại đâu chị. Ý là có ghen không á? Em không ghen. Còn à, cô gái này cô muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Trước tiên á, vui vẻ, tính tình phải rộng rãi. Rộng rãi đôi khi người ta khó khăn quá, ta cũng phải chắc chiêu chứ. Không, 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 chắc chiêu thì nó, nhưng mà cái tùy theo cái trường hợp anh. Ngoại hình cao 1m70, nặng 70kg. Ok chưa anh Vân? Anh bên đây anh cũng nhẹ nhàng ha. Cái tướng thì cũng đẹp, đẹp trai nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Cao không? Hả? Bên đây hơi cao à? Em mét mấy? 8 à? Mang giày lên 7 mấy. Anh ơi em mang dép. Không sao. Em mét nhiêu? Em có 1m56 rồi chị. Ôi trời. Em cao lé. Trời cao ơi, vui gì đâu. Được rồi. Tưởng là bà cao lắm, cao lé. Chào em. Dạ. Nãy giờ em nói chuyện với cái người phụ nữ bên đây, em hình dung bạn đó là sao? Em hình dung bạn này là một bạn rất là bản lĩnh. Đơn thân mà có thể nuôi được hai đứa con mà để khôn lớn không phải đơn giản đâu. Chị nói cho em biết mà em mở rào một cái em nhìn cái bộ móng tay thôi là em biết không đơn giản rồi. Bộ móng tay dữ lắm luôn hả? Nhìn móng tay là thấy biết cào cấu rồi. Về mọi thứ đó. Cái, em đi với ai ạ? Dạ em đi với lại em đồng nghiệp. Dạ con chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Anh Vũ làm trong công việc thì rất là năng động và siêng năng, mà còn được cái tính giỏi với nước và siêng việc nhà. Anh Vũ làm cơm rất là ngon. Vũ em thấy chị bên đây cũng dễ thương, hợp với anh, cũng có chí giống như anh. Rồi cảm ơn em. Em đi với ai vậy? Đi với bạn em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào, chào mọi người. Em thấy anh trai bên này thì là vui vẻ, có hoàn cảnh như vui, nên em mong hai người cho nhau cơ hội. Rồi. Bây giờ tôi mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi. Mở rào. Đang mua miếng đất mình đó nha. Nào thoải mái lên Vũ, vui lên, cố gắng mua được đất nào. Bắt đầu đi Vũ. Có con quạt. Dạ em cảm ơn anh ơi. Em là bên đất động sản, em tặng anh cái món quà này. Nhưng mà ở dưới em là cũng ở khu vực Long Thành, bò sữa rất nhiều. Thì em tặng anh sữa, mà khi nào mà anh thiếu sữa anh cứ kiếm em. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Thì trước khi mà bạn mở món quà em cũng chia sẻ luôn. Món quà của em đó là gồm là 2 quyển sách. Một quyển thì để dành cho gia đình trong quá trình mà nuôi dạy con cái. Một quyển là vành mình kinh doanh. Nói chung là em muốn một người phụ nữ của em là hoàn hảo. Đó nè Vũ, Vũ ra Vũ. Dạ. Vũ lấy này, Vũ nói là cái nào là dành cho gia đình, cái nào là dành cho em nè. Đó, mở ra nè. Sách. Anh gói kỹ quá. Rồi em cảm ơn, cảm ơn. Trong cái quá trình nói chuyện thì em thấy anh cũng cái hoàn cảnh cũng giống em. Riêng em thì cái công việc của em thì em hỏi anh là nhiều khi em phải đi ngoại giao rất là nhiều. Nhưng mà em cũng biết nhậu. Nhưng mà anh có nhậu không? Nhiều cũng... khi cái công việc của anh cũng phải có phải không? Đúng rồi. Có ghen không? Nhiều khi cũng phải ghen phải không? Ghen ở đây không phải là mình lồng lộng lên. Ví dụ như trong lòng mình cảm thấy không thích điều đó thì mình sẽ nói lại. Anh hai là khuyên là lên đây nên nhớ dắt rể về cho tao nha. Mà em thấy về. Thì thôi hơn nãy giờ nói chuyện thôi anh về phải em đi. Mình thấy mình cũng có hợp phải không anh Linh ha? Hợp đó. Hỏi coi bạn gái đâu rồi hẹn tuần gặp mấy lần. Rồi bộ coi em bán đất ở đâu đi phụ cho ví dụ vậy. Chắc em chuyển qua em nghề em bán đất luôn anh. Chuyển đi em. Rồi hai chồng đi nhậu luôn chứ để khỏi mất công ghen tuông. Em là chú vậy không bán đất. Em bán thứ khác không à. Mà giờ chuyển qua bán đất. Thôi giờ anh bán hăng cho anh em đi. Ở có bán đất cũng không anh? Cái công việc của anh á, một công việc giám sát thì nói chung công việc nó không có chiếm nhiều thời gian. Bên công việc của em á thuận lợi á thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được mấy lần. Cái công việc của em á bên em thì nó rất là thoải mái thời gian, không có gò bó thời gian. Nên lúc nào anh hẹn hò em cũng sẽ sẵn lòng. Con từng chạy xuống 5-6 lần quá. Cũng không xa đâu, đâu đi có xa đâu. Nhưng mà được cái là Tây Ninh vui quả em đó. Nếu mà em với anh đến cái bước lấy nhau thì em với anh sẽ về bên anh hay là như thế nào? Tại vì trong khi đó em cũng có nhà riêng. Cái quan niệm của mình đó là không có quan niệm là buộc là phải ở rể hay là làm dâu. Cuộc sống hiện đại mà, nơi nào mà điều kiện mình phát triển được thì mình ở nơi đó thôi. Bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi. Hát thì em hát không hát được. Em xin phép có một cái đoạn bình luận thể thao. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với trận bình luận bóng đá giữa hai đội giành cúp dép tổ ong. Với hai đội là bên đàn gái và bên đàn trai.
Bên đàn trai là gồm anh Quyền Linh và anh Vũ. Bên đàn gái là chị Vui và chị Hồng Vân. Tại bây giờ đang thời điểm đang là phút thứ 90. Thời gian đang dần về những giây phút cuối cùng. Anh Vũ chuyền bóng cho anh Linh. Linh sút không vào. Súng quay ngược ra và bóng đã dội vào mông của anh Linh, bay vào lưới. Ghi một bàn thắng rất ngoạn mục. Bóng dội vào mông hả? Bên Quyền Linh nó bị lủng lưới. Ba dép đầu ông ngoài ngoài. Quyền Linh không bay ra ngoài không luôn. Thể giữ nổi cung thành. Cuối cùng là đội của anh Quyền Linh đã giành được một chiếc cúp và phần thưởng là hai đôi dép tổ ong màu hồng với màu đỏ. Rồi em gái có bài gì hát tặng ca hát được em hát một khúc tặng anh ha. Thôi bài sôi động đi ha. Đứng lên đi. Động đứng đi, đúng đi. Rồi. Đó đó. Vũ đứng lên cùng nhún nhảy với bạn luôn. Mạnh mẽ gió lên đó, thoải mái lên nào. Gọi mùa xuân đến khắp trời. Nhìn vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Thì em ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sông vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều. Nước vẫn còn một màu xanh biếc thơ nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biên lăng. Thấy không, sôi động liền không? Đây. Bấm nút là trao duyên, là hướng tới một tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Vũ vui, chúng ta có thể nắm tay nhau. Thôi ôm cái đi anh, khỏi nắm. Đúng rồi. Đó, thấy chưa, đó phải cá tính vậy mới được. Cô hãy hứa gì với Vui đi. Anh xin hứa anh không phải là người đầu tiên đến với em. Nhưng mà anh hứa anh sẽ là người cuối cùng ở lại trong cuộc đời của em. Hay quá, hôn luôn đi em, hôn luôn. Lại ngôn tình. Chơi luôn. Ôm mà, cái này là ôm, ôm rồi hôn. Cố gắng bổ trợ cho nhau. Người. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn. Hạnh phúc nha em. Dạ.